Đến thời điểm này, dịch bệnh COVID-19 đã tạm lắng tại Hải Dương khi nhiều ngày không xuất hiện ca mắc mới trong cộng đồng. Dù vậy, tại các cơ sở y tế, việc sàng lọc cho những bệnh nhân tới khám vẫn được tiến hành thận trọng để tránh phát sinh những ổ dịch mới. Đáng chú ý thời điểm này, khi COVID-19 mới qua thì dịch bệnh sốt xuất huyết lại tới. Vậy công tác sàng lọc, khám, điều trị cho những bệnh nhân sốt xuất huyết được thực hiện ra sao? Ghi nhận của phóng viên kênh VTC14. Với tất cả những bệnh nhân và người nhà người bệnh khi tới khám tại trung tâm y tế huyện Cẩm Giàng đều được khám sàng lọc và đo nhiệt độ ngay từ cổng ra vào. Với những người có biểu hiện ho, sốt, khó thở thì sẽ được sàng lọc và đi vào một khu riêng như thế này. Nằm điều trị tại trung tâm y tế huyện Cẩm Giàng mấy ngày nay, bệnh nhân mắc sốt xuất huyết này được nằm một khu riêng. Bệnh nhân 41 tuổi này cho biết, gia đình mình đến nay đã có 2 người mắc sốt xuất huyết, cô con gái 18 tuổi bị trước, sau đó là chị. Vì lo lắng bệnh chuyển nặng nên chị đã tới viện điều trị. Thì tôi ở nhà thì là trường hợp là con gái bị đấy thì là đến hôm thì vẫn đi làm bình thường. Thế vừa đi làm đến sáng về thì tự nhiên thấy trong đầu nó cũng buốt và sốt. Thế thì mình đoán ngay là dấu hiệu này là có thể là sốt rét và đi xuống dưới, hai vợ chồng đi xuống dưới này khám luôn. Khám thì được các bác sĩ ở đây đưa luôn vào khu chuyển nhiễm này và đưa lên trên này cách ly riêng. Này nó cứ phải buông màn ở trong để tránh tình trạng của mũi nó đốt là nó lây thành ổ dịch ấy. Để tránh lây nhiễm chéo hoặc để lọt bệnh nhân COVID, ngay từ cổng ra vào trung tâm y tế, bệnh nhân và người nhà sẽ được phân luồng, khai thác tiền sử dịch tễ. Nếu có biểu hiện ho, sốt sẽ được thực hiện sàng lọc tại một khu riêng. Những cái trường hợp mà tất cả những trường hợp có sốt thì sẽ được phân loại ngay từ lúc ở ngoài khu đón tiếp ngoài cổng, sau đó là sẽ khai thác từ ngoài đấy và phân luồng bệnh nhân để tránh những trường hợp mà những cái ca nhiễm COVID sẽ lây nhiễm cho những cái bệnh nhân sốt xuất huyết chồng chéo dịch, cho nên là chính vì thế sẽ phân luồng ngay từ ngoài đấy và có những cái phòng khám riêng tách riêng các khu riêng biệt ra, khai thác bệnh nhân sau đó là cho đi làm các xét nghiệm máu tại giường để tránh lây nhiễm trong các khu khám bệnh thông thường. Hiện tại thì chúng tôi có khu cách ly riêng của trung tâm y tế cũ, thì chúng tôi ở bên cách đây khoảng 4 cây số, thì ở đấy có 80 giường và các phòng thì đảm bảo đủ tiêu chuẩn cách ly, và chúng tôi cách đây cái đợt dịch trước cách đây hơn 1 tháng thì chúng tôi đã cách ly 50 người đấy. Còn hiện tại ở khu này thì chúng tôi chỉ sàng lọc phát hiện thì sẽ phân loại những trường hợp mà nghi ngờ thì sẽ cho phòng riêng và đảm bảo ở đây là có 40 giường thì vẫn đảm bảo cho cái việc cách ly theo tiêu chuẩn Bộ Y tế. Hải Dương hiện vẫn là một trong những địa phương có nguy cơ cao cả về dịch bệnh sốt xuất huyết lẫn COVID-19. Vì thế thời điểm này, công tác phân luồng khám chữa bệnh cũng như điều trị cho các bệnh nhân sốt xuất huyết cần được thực hiện kỹ càng và thận trọng. Bởi nếu chủ quan khi dịch tạm lắng thì nguy cơ dịch chồng dịch có thể xảy ra trong thời gian tới.